Đức Tiến xin được kính chào quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay Đức Tiến mời quý vị cùng với Đức Tiến chúng ta cùng gặp gỡ và trò chuyện với sư cô tiến sĩ Bích Liên, pháp danh là Thích Nữ Ngọc Liên. Như quý vị cũng đã biết thì sư cô tiến sĩ Bích Liên đã tốt nghiệp tại Kelaniya University Colombo, Sri Lanka tại Tích Lan với bằng bằng tiến sĩ triết học Phật giáo và phát triển kinh tế. Và riêng bản thân Đức Tiến cũng đã có rất nhiều các cơ hội trước đây đã được gặp gỡ và làm việc với sư cô. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ sư cô và cùng trò chuyện với rất nhiều điều mà Đức Tiến chắc rằng quý vị có rất nhiều câu hỏi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và chia sẻ với sư cô. Trước tiên thì Đức Tiến cảm ơn sư cô đã cho Tiến các cơ hội được gặp sư cô và được trò chuyện ngày hôm nay. Gửi lời chào đến sư cô ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô xin trân trọng chào tài tử Đức Tiến, phải không? Rồi, trân trọng kính chào toàn thể quý khán giả Phật tử khắp nơi. Dạ vâng, thưa quý vị và cũng như thưa với sư cô là có lẽ là khi mà sư cô quyết định chọn con đường đi tu thì cũng đã rất nhiều quý vị đã coi rất nhiều video clip trước đây để sư cô chia sẻ cũng khá là nhiều. Nhưng mà cái điều mà riêng bản thân Đức Tiến ngưỡng mộ là sư cô không chỉ đi tu không thôi mà còn đi học. Học để mà có thêm những cái kiến thức để hiểu biết hơn về Phật Pháp và hiểu và vận dụng vào trong cái cuộc sống của mình và trong cái những bài giảng, những cái câu chuyện của sư cô. Nhưng mà sư cô cho biết là để đi học và trở thành tiến sĩ tại Sri Lanka thì cái quá trình đó thì con nghĩ tức là phải tốn rất nhiều thời gian công sức, nhưng mà làm sao mình có thể vượt qua được và đạt được điều đó thưa sư cô? Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý khán thính giả Phật tử và thưa Đức Tiến, phải nói là bất cứ một cái việc gì mình làm việc mình cũng phải cố gắng và hy sinh. Yeah. Và mình phải tự lập nữa. Yeah. Tại vì nếu mà nói đến đi học, đặc biệt là học về Phật Pháp. Yeah. Mà học ở nước ngoài với một cái đất nước Sri Lanka là đất nước quốc giáo. Yeah. Thì nó lại càng khó hơn. Yeah. Ví dụ như cô ở tại Mỹ, sư cô học ở Mỹ thì cái tiện nghi nó rất là dễ dàng. Yeah. Thì cái thời gian cũng như cái tinh thần của mình nó lại thoải mái hơn và dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà khi sư cô xuất gia rồi thì cái lý do sư cô phải đi học là bởi vì thưa Đức Tiến và thưa quý vị, cái học, cái bằng nó không có phải là nó như là mình nghĩ rằng cho chẳng hạn có nhiều người nói là cái bằng là cái tấm giấy mà thôi. Yeah. Nhưng nếu mà không có cái tấm bằng đó, không có miếng giấy đó thì rất là khó làm việc, nhất là trong giáo hội cũng như là ngoài xã hội trong thời gian này, trong điểm này. Yeah. Vì vậy mà sư cô phải hy sinh rất nhiều, hy sinh cho bản thân mình và thời gian cũng như vấn đề sinh hoạt tại chùa của sư cô nữa. Yeah. Cho nên cái sự khó khăn đây là về cái vấn đề mỗi lần đi nó xa. Yeah. Rồi sinh hoạt, ăn ở cũng như là cái nơi mà mình phải đến đó. Yeah. Mình học. Yeah. Trong thời gian cũng khá dài, cũng 4 năm đó. Dạ, yeah. Yeah. 4 rất năm, dạ vâng. Thưa với sư cô, thưa tất cả quý vị, phải nói là khi mà đến được cái vùng đó Sri Lanka, con chưa được đến đó. Con yeah. tưởng tượng như rất nhiều người khác thôi. Và con tưởng tượng ra đó là cái vùng đất giống như cô nói là cái nơi đây là vùng đất Phật và yeah. có rất nhiều những trường và rất nhiều các quý tăng thầy đến đây yeah. để học và đã được lĩnh hội. Và học 4 năm ở Sri Lanka, cái điều gì mà ở sư cô cảm nhận được ở vùng đất Sri Lanka và cái câu chuyện học đó thì điều gì làm cho sư cô thấm nhuần nhất? Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Tiến biết không, bởi vì khi mà mình đi học về Phật Pháp đó, yeah. mà một đất nước đó là một đất nước quốc giáo thì yeah. có nhiều phần trăm con người đạo Phật yeah. ở đó. Yeah. Và rất là nhiều những cái trường nổi tiếng thì mình học nó dễ dàng hơn. Yeah. Và cái điều kiện đó nó rất là điều kiện đó nó dễ dàng hơn là ở Mỹ của mình. Yeah. Và đặc biệt là cái đất nước đó hình như cô cũng có cái nhân duyên nhân duyên với cái đất nước Tích Lan. Yeah. Cho nên khi cô được cái nhân duyên về đó học. Yeah. Thì cô được các quý cao tăng ở đó gặp gỡ. Và thật sự ra cái sự gặp gỡ và cái sự nâng đỡ, đặc biệt là họ gần gũi với mình bởi vì mình là cái người du học sinh. Yeah.
Sư cô là một người đến từ Mỹ, rồi người ta thấy sư cô là một người dần dần đó, người ta thấy sư cô, biết được sư cô là một người thành đạt, doanh nhân mà lại bỏ đi xuất gia, rồi đến đất nước Sri Lanka để học. Cho nên quý ngài ở đó đó, quý ngài cũng cảm thấy có một cái sự quý mến nào đó dành cho du học sinh, đặc biệt là những người tu sĩ. Vì lẽ đó mà sư cô cảm thấy sư cô gần gũi, rất là gần gũi với người Sri Lanka, các vị tăng thống và phó tăng thống cũng như tất cả các vị giáo sư tiến sĩ ở nơi đó. Họ mặc dù họ khắt khe nhưng mà với mình thì họ biết rằng mình đã tham khảo, giống như mình đã đến từ đất nước Mỹ rồi, thì cái vấn đề mà ngôn ngữ của mình nó cũng không gặp trở ngại về English. Bởi vì khi mà một tu sĩ đến một đất nước Sri Lanka mà học, mà bắt đầu học vào ESL đó, thì cũng rất khá nhiều. Vì vậy khi mà một vị tu sĩ nào mà đến trường Sri Lanka mà đi directly đi vào MPhil rồi lên tiến sĩ luôn đó, thì họ rất là quý cái vấn đề đó. Cho nên khi mà sư cô đến với đất nước Tích Lan, sư cô thấy nó êm đềm, nó êm đềm, mà nó có một đất nước hình như nó có một cái gì đó làm cảm thấy linh thiêng lắm. Những cái giờ mà sư cô không có học á, thì sư cô ở bên cạnh chùa, thì sư cô đến cái cây bồ đề, ở dưới cái mái đó là có tượng Phật, cho nên nó cảm thấy nhẹ nhàng, rồi mình cũng yên tĩnh để mình học bài. Thành ra sư cô thấy một cái nơi mà sư cô rất là tin tưởng và rất là cung kính và rất là thật là hạnh phúc được về bên đó để mà học, để mà nhận cái bằng tiến sĩ. Dạ vâng. Và đó là nghe sư cô chia sẻ thì Tiến cũng hình dung được là cái không phải vất vả mà cái niềm hạnh phúc. Hạnh phúc mình được học và hạnh phúc học trên chính cái vùng đất Phật, nơi cái gọi là Phật giáo tại đây rất là phát triển, và đặc biệt hơn hết là học với được sự yêu thương, sự giúp đỡ của rất nhiều những quý thầy và cũng như những người bạn cùng học với mình. Và thưa với sư cô là khi mà sư cô tốt nghiệp tiến sĩ thì cái đề tài sư cô chọn làm cái đề tài nào, và đề tài đó là điều gì thúc đẩy và quyết định là sư cô chọn đề tài đó để làm tiến sĩ ạ? Trước hết đó là Đức Tiến phải không, bởi vì sư cô học về triết học Phật giáo, triết học Phật giáo, và trong đó cô có đi về cái ngành là phát triển kinh tế cho Phật giáo. Bởi vì với kinh nghiệm của cô là về kinh tế, cho nên bây giờ Đức Tiến thấy hầu như là khắp nơi đều cần phải có cái kinh tế đó, nó mới sống được lâu dài. Thì thời điểm bây giờ Phật giáo cũng rất là cần cái sự financial, rất là cần cái economics, cho nên cái phát triển về kinh tế rất là quan trọng cho tất cả khắp nơi. Cho nên sư cô đi về ngành triết học Phật giáo cũng như là về phát triển kinh tế để mà hầu giúp đỡ cho một phần nào đó để mà giữ vững cái ngôi chùa của mình, cũng như mình phát triển về kinh tế trong phạm vi của Phật giáo để mà mình có thể giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh nữa. Đó là cái điều mà sư cô đang đi. Đúng như sư cô nói thì đi nước Tiến thấy thì cũng có rất nhiều các ngôi chùa, các ngôi tu viện và rất là nhiều nơi, thậm chí là ở tại Mỹ, ở Việt Nam và nhiều nơi khác thì cũng rất nhiều quý sư cô, quý thầy cũng có những cái sản phẩm riêng mà phải là rất tốt cho người sử dụng. Ví dụ như Tiến thấy ở Việt Nam có một số chùa sản xuất nhang, có một số chùa sản xuất về đèn cầy, một số chùa họ sản xuất về chao, hay là làm một số những thực phẩm là chuyên về đồ chay để mà cung cấp cho người dân và cũng như là cho các Phật tử và cho rất nhiều nơi khác. Thì không biết mình ở Mỹ này mình đã có cái kỹ năng không sư cô, mà nhất là sư cô đã từng tốt nghiệp tiến sĩ. Thưa quý Phật tử và thưa Đức Tiến, là khi mà mình phát triển về cái vấn đề mà dụng cụ giống như là những cái công việc mà những cái thứ mà dùng cho hàng ngày trong gia đình của mình, như là nhang, rồi những cái thực phẩm khô hay là những thực phẩm nấu tươi, cũng giống như là nhang đèn, thì sư cô thấy ở ngoài cũng có những cái ngôi chợ người ta cũng bán, rồi người ta cũng đã sản xuất rồi, nhưng mà chỉ có những cái nơi chùa đó, riêng chùa thì người ta có một cái giống như là apartment riêng, một cái building riêng, hoặc là người ta sẽ phát hành những cái thứ đó cũng có. Nhưng mà với sư cô thì sư cô không đi về cái vấn đề đó, mà sư cô sẽ làm một cái gì đó nó có thể là đơn giản hơn, giống như cái nghề của cô trước đây đó, là cô
phát triển về vấn đề sản phẩm, sản phẩm cho làn da hoặc là sản phẩm cho sức khỏe, thì sau này thì cô có thể là hỗ trợ trong phần đó để trong cái giáo hội có mạnh hơn để mà hỗ trợ thêm có kinh tế để mà giúp đỡ cho các tu sĩ đi tu học. Đó là cái điều. Còn nếu mà sư cô có thể phát triển về vấn đề nấu thức ăn trong chùa thì sư cô làm không nổi. Tại vì Phật cũng sắp xếp cho mình mỗi người có một cái công việc và có một cái tài năng, cái talent riêng. Đúng rồi. Và được như sư cô cũng là điều rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Và như quý vị biết thì sư cô Bích Liên cũng đã phải nói là bỏ rất nhiều công sức, nhưng mà trên hết đó là cái tấm lòng của sư cô, đó là cái trái tim của sư cô đối với rất nhiều nơi. Tiến đã xem được rất nhiều các chương trình sư cô đi rất nhiều các công việc thiện nguyện giúp đỡ cho những người nghèo khó tại quê nhà Việt Nam, các mảnh đời cơ nhỡ, các trẻ em khó khăn, và cũng như giúp đỡ cho rất nhiều các tu viện, các chùa tại Việt Nam, và thậm chí nói đâu không bằng nói tại Cali mình đây, thưa quý vị, là Tiến cũng có được cái niềm vinh dự Đức Tiến được làm việc cho sư cô cho các chương trình Phật đản được diễn ra trong những năm trước đây ở tại My Square Park, và rất rất nhiều những cái tấm lòng của sư cô đến với những mảnh đời khó khăn và những cái câu chuyện khó khăn. Sư cô sẵn lòng mở rộng cái tấm lòng và cái vòng tay mình ra cho những người đó. Và cái điều mà Đức Tiến muốn được nghe sư cô chia sẻ là khi mình làm bất cứ một cái việc gì đó, và đặc biệt là một việc mà người đời gọi là việc thiện, thì sư cô suy nghĩ gì về điều này, và khi làm điều đó thì cái điều tận sâu trong lòng của sư cô đó là điều gì? Thưa Đức Tiến và thưa quý Phật tử xa gần, nói đến từ thiện thì hình như là trong xã hội bây giờ là ai cũng thích làm từ thiện cả, phải không? Với sư cô thì sư cô làm tất cả vì cái từ tâm của mình. Sư cô nghĩ rằng mình hạnh phúc, mình may mắn, mình được cái may mắn hơn những người bất hạnh trong xã hội này. Thì sư cô mang đến tất cả những gì mà mình có thể làm, cũng giống như là mình xoa dịu những cái mảnh đời bất hạnh đó, người ta cảm thấy có một cái niềm an ủi. Chẳng hạn như những cái kỷ niệm mà trước đây sư cô đến với các em trẻ mồ côi đó, và những người già neo đơn và tàn tật, mỗi lần mà khi sư cô về lại Việt Nam hoặc đi nơi nào đó thì sư cô đến, lần đầu thì họ cảm thấy ngạc nhiên quá khi mà sư cô ghé họ, rồi họ có những cái cảm giác rất là vui mừng và hạnh phúc. Sau khi sư cô trở lại thì họ cảm nhận được là cô đã đến với họ rồi, họ lại càng hạnh phúc hơn nữa. Họ cảm thấy giống như là một người nhà của họ đi xa trở về. Cho nên cái lòng của cô lúc nào cũng hướng về những mảnh đời bất hạnh đó. Sư cô lúc nào sư cô cũng khao khát là gần họ, cho họ những cái tình cảm. Lúc nào mà sư cô bận thì thôi, mà sư cô rảnh thì sư cô nghĩ tới cái thời gian đó sư cô sẽ trở về với mảnh đời đó. Bởi vì mình làm từ cả trái tim của mình và cái tâm của mình, mà sư cô không có ngại về thời gian hay là mặc dù cái tài chánh của mình, những cái gì mà sư cô dành dụm được thì sư cô sẽ chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh đó. Đặc biệt là sư cô thấy có những em mà tàn tật, nằm trên giường rất là lâu. Có những người tưởng tượng coi, nằm 20 năm, 20 năm vẫn còn nằm trên giường. Mà mỗi năm mà cô có về thì em đó vẫn còn nhớ đến cô. Là khi cô nói nhớ đến cô không thì nước mắt em đó lại rưng rưng xuống vậy đó. Cho nên làm những cái hình ảnh đó đó làm cho cô lúc nào cũng thôi thúc, lúc nào cũng muốn trở về bên cạnh những người mà bất hạnh hết. Và nói được như vậy thì đó là điều mà Đức Tiến tin chắc rằng rất là tuyệt vời. Và hơn hết thì chỉ chính khi những người khó khăn, những người thiếu thốn và những người đang cần điều gì đó, và họ nhận được những điều sư cô, thì đó rất trân quý bao nhiêu, phải không sư cô? Và hạnh phúc lắm và để làm được những điều đó. Và riêng bản thân Đức Tiến thì cũng có nhìn thấy được những câu chuyện đó. Điều đó làm cho Tiến cũng cảm thấy là ngoài cái việc mình đi tu, ngoài những việc mình được lĩnh hội về kiến thức ở tại Sri Lanka, mình được học và mình có thể chia sẻ, nhưng mà cái hơn hết, ngoài những sự chia sẻ đó ra, sư cô còn chia sẻ chính những gì mà trong khả năng của sư cô làm được. Theo bản thân Đức Tiến học hỏi và quan sát thì thấy là sư cô Bích Liên là một trong sư cô mà nói là được nhiều cộng đồng bạn quốc tế biết đến nhiều, rất là nhiều. Và thường thì khi mà sư cô đi ra ngoài gặp với quý thầy, quý sư cô là người nước ngoài, là người nước ngoài, thì họ thường hay nói gì về về mình và nói về cộng đồng người tu của người Việt Nam chúng ta. Thưa Đức Tiến và thưa quý vị, phải nói là sư cô đi ra nước ngoài sư cô rất là hãnh diện. Sư cô tự hào mình là một người tu sĩ, mà trước đây mình là một người thành đạt.
Sư có không ngại ngùng gì khi mà gặp những người ngoại quốc hoặc là những người đồng tu, những người đi trước, những vị cao tăng đức độ? Bởi vì sư cô có một cái vị trí xã hội trước đây, mặc dù đi tu là người ta nói là bỏ hết tất cả, nhưng cái gốc của sư cô vẫn còn. Khi họ đến với sư cô thì họ biết được sư cô là một người mà bỏ lại đằng sau những cái sự thành công mà đi vào để trở thành một người tu sĩ, thì họ rất là quý, họ càng quý hơn. Họ đi đến đâu thì trong cái phạm vi đó họ đều ca ngợi, họ đều khen là một người Việt Nam mà đã có danh, có vị trí trong xã hội mà vẫn khoác cái áo và bỏ đi cái mái tóc của mình để trở thành một người tu sĩ. Cho nên họ nói đó là một cái hình ảnh để cho mọi người nhìn thấy là người ta gọi là Phật pháp nhiệm màu như thế nào. Thì cô tìm được một cái an lạc là bởi vì khi cô đi xuất gia, cô được học hỏi những cao tăng và cô được các cao tăng mà đặc biệt là nước ngoài, họ cảm thấy họ có một cái cảm tình dành cho cô rất là đặc biệt, và lúc nào họ cũng nâng đỡ về tinh thần để cho cô lúc nào cô cũng vững bước để cô trải trên cái đường tu học của cô. Đó là cái điều mà cô rất là hạnh phúc. Rất là tuyệt vời. Và thưa quý sư cô, thì sư cô có thể chia sẻ thêm đó là tính đến bây giờ khi mà sư cô và cùng với con ngồi đây chia sẻ với quý vị là bây giờ chúng ta là tháng 9 2020 rồi. Thì tính đến nay là sư cô đã chính thức bước vào đường tu được bao nhiêu năm rồi, và qua bao nhiêu năm đó, điều gì mà trong lòng sư cô cảm thấy là hạnh phúc nhất? Thưa Đức Tiến là thưa quý vị, thời gian trải qua cũng rất là nhanh. Mới đây cũng đã 6 năm rồi. 6 năm rồi, nhưng mà sư cô cảm thấy hạnh phúc là bởi vì khi sư cô chọn một con đường tu, làm một tu sĩ, cô cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Mặc dù đi trên con đường tu ai cũng nói nó rất là cô đơn. Cô đơn bởi vì như Đức Phật cũng đã dạy rồi, mình có những bài pháp Đức Phật đã để lại trong những lời kinh tiếng kệ, thì mình tự đốt đuốc lên để mà mình đi. Vì lẽ đó mà cô vẫn thấy cô vẫn hạnh phúc để học hỏi trên bước đường tu học và học hỏi bước theo những cao tăng mà cô thấy. Cho nên cô cảm thấy một cái con đường sư cô đi từ đầu đến bây giờ, cô cảm thấy tự tin và tự tin và hạnh phúc cho riêng mình. Mình đạt được và mình học hỏi nhiều trong cái cuộc sống hơn là trước đây khi mà mình làm về cái doanh nghiệp của mình. Đó là điều cô cảm thấy an vui và hạnh phúc. Khi mà Đức Tiến nghe sư cô nói là trên con đường sư cô đi tu, và có rất nhiều lần sư cô đã tự đốt đuốc để tiếp tục đi trên con đường đó, Đức Tiến tin chắc rằng sư cô đã có đôi lần không nhìn thấy được cái ánh sáng rõ ràng phía trước, và thay thế vì lây hoay để tìm đi những ánh sáng xung quanh mình, thì chính sư cô đã bật lên, đã đốt cháy một lần nữa lên cái ngọn đuốc đó. Và ngọn đuốc đó là ngọn đuốc đã soi đường cho sư cô đi tiếp tục những con đường này. Trong mỗi niềm tin tôn giáo của chúng ta, dù quý vị theo bất cứ một tôn giáo nào đi chăng nữa, nhưng chúng ta luôn hướng về một cái đấng mà chúng ta tôn thờ, như là chúng ta hướng về Phật hay là hướng về Mẹ Quan Âm Bồ Tát để luôn cầu nguyện, thì chắc chắn là cái sự hiệp thông, cái sự cầu nguyện giữa sư cô với Phật sẽ có một sự liên kết vô hình nào đó. Thì thưa với sư cô, có lẽ nhiều quý vị cũng, đối với người đời thường thì người ta hay đọc kinh để cầu nguyện, để xin Phật hôm nay ban cho con bình an, Phật hôm nay cho con cái này, Phật hôm nay cho con cái kia. Nhưng là một người tu sĩ và đã được học và trở thành tiến sĩ, và cũng là người có rất là nhiều những cái kiến thức am tường về Phật Pháp và cũng như là hiểu rõ về cái con đường đi đó, thì trong cái quan niệm của sư cô đó là khi người ta cầu nguyện đến với Phật hay là cầu nguyện đến với đấng Quan Âm Bồ Tát, thì họ cầu nguyện xin hầu hết là nhiều hơn. Vậy đó là đủ chưa? Hay là còn cần phải thêm gì không thưa sư cô? Thật sự ra mình cầu nguyện, mình cầu xin cái đấng Đức Phật và một cái đấng thiên linh nào đó, chẳng hạn như Mẹ Quan Âm, mình cầu với cái niềm tin của mình. Mình niềm tin là Đức Phật là một đấng tối cao, là một bậc thật là toàn tri toàn giác. Nhưng mà thật sự ra mình cầu với niềm tin, nhưng mà chính bản thân mình phải làm. Chứ không cầu mà được đâu, Tức Tiến ơi. Mình cầu bởi vì mình cảm thấy mình yếu ớt quá. Mình yếu ớt quá, mình nhờ Đức Phật và niềm tin đó mình đến mình cầu nguyện. Nhưng nếu mà mình không làm thì không thể nào mà đạt được. Đó chỉ là lời nói mà thôi. Đúng rồi. Bởi vì
cái gì cũng vậy hết trơn, phải thực hành mới được. Yeah. Bây giờ mình cầu hoài, không lẽ cái vấn đề mình cầu đó tự nhiên dưng nó đến với mình, không có. Yeah. Mình phải tận nhân lực tri thiên mệnh, mình phải cố gắng. Mình phải cố gắng làm hết, và mình cầu đó, mình hướng về đó, thì mình cố gắng hơn, thì cái thành tựu của mình sẽ thành. Dạ vâng. Bởi vì Đức Phật cũng đã dạy rồi, tự mình phải đốt đuốc lên mà đi. Dạ. Bây giờ mình có cầu thì bởi vì mình cầu với cái đấng thiêng liêng, bởi vì mình có cái niềm tin. Dạ. Nhưng mình cầu để mình theo, mình học theo cái pháp đó. Dạ. Để mình hành, để dạ. mình hành thì mình sẽ đạt. Dạ. Còn nếu mà Đức Tiến chỉ cầu thôi, giống như lời nói như gió thoảng mây bay, thì làm sao mà không hành, làm sao mà đạt được. Đó là cái điều chúng ta cũng phải nên lưu ý. Có nhiều người đã đến cầu, cầu hoài, cầu không được. Nói tại sao mà không có được gì? Đức Phật không có cho tôi mà cho người khác thế này kia. Đức Phật không cho ai cả, mà cũng không lấy của ai cả. Đức Phật cho mình cái con đường đi để mà mình biết vươn lên và mình sẽ thành trong những cái ước nguyện của mình. Đó, có nhiều người đó cũng đến nói với cô, sao con khổ quá, con có nhiều cái đau khổ trong cuộc đời của con, mà tại sao mà Đức Phật không có công bằng với con? Đức Phật cho cái người thân của con được như thế này mà con thì không được như thế kia. Chính người thân trong nhà của sư cô cũng thế. Sư cô thì từ nhỏ quen cái vấn đề là sư cô đến chùa thì sư cô hay mua hoa cúng Phật, hoặc là sư cô không có thì sư cô đi hái hoa ở trong vườn mình đi cúng Phật, hoặc là mình mua trái cây thì coi như mình dâng đến Phật, để mình dâng cả trái tim trong lòng của mình và mình cầu xin, và mình về nhà mình nói là để cho con làm công việc đó nó thành tựu hơn nữa. Để mình dâng lên cho mình có một cái niềm tin vững vàng hơn, thì mình sẽ được. Còn giống như người nhà của sư cô cũng có các em kêu họ cúng cầu nguyện thì dân thôi. Thì cứ nói tại sao mà cái gì chị cũng được hết mà em thì không được. Đó, thấy không, giữa hai cái người trong nhà thôi là đã khác nhau rồi. Trong khi đó cái gì cô cũng muốn là tin tưởng vào đấng Phật và đấng thiêng liêng, mình cầu nguyện và mình dâng hết cả tấm lòng và khả năng của mình có. Còn cô em thì cổ cứ dấn dân vậy đó. Thấy không, thành ra nó cũng khác. Mặc dù người ta nói cô có nhiều phước báo, nhiều đời nhiều kiếp, nhưng nếu cô không tạo đó thì làm sao cô có cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp đó. Cô cũng đã tạo nhiều đời nhiều kiếp rồi, kiếp này cô vẫn đang tạo. Thành ra cái vấn đề mà phước báo của cô nó vẫn có, mà cô vẫn chịu khó, cô vẫn hết khả năng của mình. Như bây giờ cô muốn đạt được cái bằng tiến sĩ thì cô phải đi đến tận Sri Lanka cô học, mà cô phải hy sinh đi qua đi về, rồi đi tới đi lui, rồi cô phải trình luận án bao nhiêu lần. Cô phải vượt qua cái sự khó khăn đó. Chứ nếu cô không muốn, cô nằm ở nhà, cô ở bên Mỹ này thì không lẽ cô tới ngày cô ra cái bằng nó lăn tới cô hay là đâu, phải không? Cô phải học, cô phải đi, cô phải làm. Rất là khó khăn. Đó là cái điều mà Đức Tiến thấy trong chúng ta có niềm tin, nhưng mà chúng ta phải cố gắng hành động, làm việc, phải action, phải làm. Rất là hay đó quý vị. Đúng như vậy, chúng ta có nên cầu nguyện, nhưng mà song song với cầu nguyện là chúng ta phải làm việc, chúng ta phải hành động, phải sống thật với lại lời cầu nguyện và sống thật với đức tin và niềm tin của mình, chứ không chỉ là những cái lời cầu nguyện mà thôi thì nó sẽ không thành hiện thực. Và cái ước mơ của mình hay là cái mong muốn của mình, cái khát khao của mình thì sẽ khó đến nếu chúng ta không hành động, không làm việc. Thì cũng chẳng hạn như thế này, thí dụ bây giờ một người làm ăn mà họ cầu nguyện không á, thì cũng đâu có được. Làm ăn nhưng mà phải làm ăn chân chính, làm ăn là phải trung thực, làm ăn phải, nó gọi là honest, phải thật thà. Có sao nói vậy thì người ta thương, người ta sẽ ủng hộ cho mình, thì càng ngày mình thành công hơn. Còn nếu mà làm ăn mà mình cầu nguyện chư Phật hoài, mà mình làm ăn giả dối, mình làm ăn mình nói láo hay là mình thực hiện không đúng, thì cũng không thành. Cái đó là một cái thí dụ nhỏ để trong cuộc sống của chúng ta, mình làm cái gì mình cũng phải làm cho nó đúng và mình cố gắng thì mình sẽ đạt được. Đó là cái rất là hay phải không thưa quý vị. Và một cái điều nữa là cái tiếng cũng muốn hỏi với sư cô, đó là sư cô đã vượt qua rất là nhiều thứ, từ bỏ tất cả những cái sự danh tiếng của sư cô, sắc đẹp của sư cô, những cái sự gọi là ước mơ của biết bao nhiêu người con gái, của bao nhiêu người phụ nữ mong muốn được như là sư cô trước đây. Nhưng mà sư cô có thể bỏ tất cả mọi thứ đó để chọn con đường tu hành và để chọn trở thành sư cô.
đó là một điều không phải là một ngày một bữa và một điều không phải đơn giản để trở thành được điều đó. Và trên hết, như sư cô chia sẻ đến hôm nay, sư cô đã bước vào đường tu được hơn 6 năm với rất nhiều những tâm tư, với rất nhiều những khó khăn và đã đôi lần phải tự đốt đuốc để đi tiếp con đường của mình. Nhưng sư cô cũng đã tìm thấy được những sự bình an, những sự hạnh phúc trong lòng sư cô, và không chỉ cho sư cô không, mà sư cô mang những điều đó để chia sẻ với những người khó khăn hơn, ít may mắn hơn sư cô tại quê nhà, tại Việt Nam và những mảnh đời khác, và cũng như cho chính tại cộng đồng chúng ta tại Mỹ này. Thì thưa với sư cô, riêng bản thân con Đức Tiến thì con đi được nhiều nơi, gặp được rất nhiều người, nhưng mà con thấy rất là nhiều người hầu hết họ luôn có một sự bất an trong lòng họ và trong cuộc sống. Họ luôn có sự không hài lòng họ với vợ, với chồng, với gia đình, với công việc, và thậm chí là với người chủ họ đang làm việc. Và hầu hết họ luôn không tìm thấy. Và nhiều người trong số họ lúc nào cũng nhìn thấy cỏ bên nhà của hàng xóm xanh hơn, tươi hơn nhiều so với cỏ nhà mình. Thì là một người được học và biết nhiều và lĩnh hội nhiều, và cũng như luôn cầu nguyện với Phật, thì sư cô nhìn thấy cái điều này, và sư cô có điều gì muốn chia sẻ với những người đó không ạ? Thưa Đức Tiến và thưa quý vị, thường thường mình ít có hài lòng cho chính bản thân mình lắm. Giống như Đức Tiến vừa thí dụ là mình nhìn cỏ hàng xóm thì xanh hơn cỏ nhà mình. Là bởi vì sao? Cái tâm của mình còn tham, á. Cho nên mình nghĩ rằng ở chỗ khác nó hơn nữa và tốt hơn nữa, bởi vì gần mình không thấy. Nhưng cái đó là Đức Phật thường dạy tham sân si. Đó, cái sự mà mình còn cái lòng mình tham đó, thì mình không có an, mình không có an trong cái lòng của mình, cho nên mình cảm thấy rằng mình không có hạnh phúc bên mình. Chẳng hạn như bây giờ hai người với nhau mà mình, tại sao khi mình mới gặp nhau thì mình lại thương nhau, quý mến nhau, cái gì mình cũng có thể cho nhau được hết. Mà rồi dần già thì mình cảm thấy mình mệt mỏi, mình không có thể nào giống như từ đầu nữa. Đúng, thật sự là không phải như từ đầu. Bởi vì sao? Đức Phật có dạy là trên đời này không có cái gì gọi là permanent, là không có gì nó tồn tại cả. Cái tình cảm nó cũng thay đổi, con người nó cũng thay đổi, và tánh tình của mình nó cũng thay đổi. Cho nên mình muốn có thể mà hòa hợp nhau thì mình cũng phải uyển chuyển. Mình uyển chuyển làm sao cho nó có thể kết hợp, mình cảm thấy mình an hơn, mình vui cái hiện tại hơn. Mình đừng có nhìn cái quá khứ, mình đừng có nhìn cái tương lai, cái hiện tại mình cũng chưa thấy. Thì bây giờ mình muốn làm sao cái hiện tại mình hạnh phúc thì mình phải chấp nhận cái sự hiện tại, cái sự thay đổi giữa hai người và công việc cũng như là trong sở làm. Mà tại sao Đức Phật có dạy đó, nước mắt nhiều như nước biển đó, tại vì chúng sanh rất là nhiều thử đau khổ, bởi vì họ còn tham nhiều quá, cho nên cái sự tham đó làm cho chúng sanh đều đau khổ. Đúng như vậy. Và tham đó không chỉ là chúng ta đau khổ không, mà đôi khi cái tham đó nó làm chúng ta cũng mất mát nhiều thứ lắm. Quý vị tham quá mất tiền, quý vị tham quá mất vợ, mất gia đình, mất chồng và mất cả bạn bè và nhiều thứ khác không sư cô? Thời gian chúng ta trò chuyện sư cô cũng đã không còn nhiều nữa, và chúng ta cũng mong là cuộc sống tại Mỹ và trên toàn thế giới sẽ sớm bình thường trở lại, để tất cả mọi sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày, mọi ngôi chùa sẽ mở cửa trở lại và mọi Phật tử được trở về với chùa để được gặp thầy, gặp sư cô, để cùng trò chuyện, ngồi cùng với nhau bên một mâm cơm chay, để cùng chia sẻ với câu chuyện gia đình và cũng như các lễ hội hàng năm chúng ta đều mong, chẳng hạn như lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, mà Đức Tiến luôn thấy là sư cô là người luôn đồng hành trong tất cả các chương trình đó, dù ít dù nhiều, dù như thế nào thì sư cô cũng luôn cố gắng mang đến đó, và chúng ta thấy được một bông hoa vàng trong suy nghĩ Tiến, là bông hoa vàng rực rỡ và ngát hương. Đó là hình ảnh mà Tứ Tiến nghĩ rằng là Phật ở xa quá, trời ở tận xa lắm, chỉ có những người áo vàng, chỉ có những người như sư cô đây mới làm cho chính Đức Tiến và chính quý vị mới thấy là đây là những điều thật sự, đây là những điều hữu ích, và đây là những điều làm cho chúng ta bình tâm trở lại trong cuộc sống. Người ta đã thấy Phật để tìm thấy bình an, nhưng thấy sư cô để tìm thấy được niềm vui thực tại. Đó là bản thân Đức Tiến cảm nhận được. Và trước khi chúng ta sẽ phải chia tay nhau trong cái cuộc trò chuyện này ngày hôm nay, Đức Tiến tin chắc rằng là sư cô sẽ còn có một vài điều để chia sẻ tới tất cả quý vị, những người đã từng yêu mến sư cô trước đây, bây giờ và sau đây nữa. Thì xin sư cô có đôi lời cuối cùng với tất cả quý vị, những điều mà sư cô rất muốn nói với những người mà yêu thương sư cô và những người mà sư cô cũng rất yêu thương họ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa Đức Tiến và thưa tất cả quý khán thính giả Phật tử khắp nơi. Mặc dù sư cô đã đi xuất gia rồi, nhưng mà trong lòng sư cô luôn luôn lúc nào cũng gần gũi các quý vị, đặc biệt là quý vị Phật tử khắp nơi. Sư cô rất là cảm động và ngậm ngùi khi mà sư cô xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Mọi người đều nhận ra sư cô, mà mọi người đều vui vẻ, tay bắt mặt mừng, và cũng thậm chí có những cụ già, những người trẻ rưng rưng nước mắt gặp lại sư cô. Mặc dù trước đây họ chưa có gặp bao giờ, họ chỉ biết đến cô qua những hình ảnh trên YouTube, Facebook hoặc là trên những cái TV truyền hình thôi. Nhưng mà quý vị đã dành cho sư cô một cái tình cảm, sư cô phải nói rằng vô giá. Trong cuộc đời của sư cô nghĩ sư cô không thể nào mua được bằng tiền. Đó là cái điều mà sư cô luôn luôn rất là trân trọng, những cái tình cảm đó. Sư cô hy vọng là sư cô sẽ không làm gì để quý vị cảm thấy quý vị buồn, hoặc là sư cô hy vọng là sư cô sẽ không đánh mất cái tình cảm mà quý vị đã dành cho sư cô. Cho nên cho dù sư cô không có nói ra, nhưng hy vọng quý vị sẽ thấy đó, và luôn luôn lúc nào sư cô cũng cảm niệm và tri ân quý vị ở gần ở xa, quý vị quen thuộc hoặc là không quen. Luôn luôn lúc nào sư cô cũng tri ân và nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho quý vị có một cuộc sống thật là an lành, thật là may mắn, và đặc biệt là quý vị tinh tấn tu tập để chúng ta trong cuộc sống được bình an hơn và an lạc hơn. Dạ vâng, một lần nữa thì Đức Tiến xin cảm ơn sư cô rất là nhiều đã dành cho Đức Tiến có cuộc trò chuyện cùng với sư cô, những tâm sự, những tâm tư, và hơn hết đó là những điều mà sư cô đã, đang và tiếp tục làm trong con đường mà sư cô đã lựa chọn. Và Đức Tiến cũng mong rằng là với những tất cả chia sẻ của sư cô và những tâm tình của sư cô, một phần nào đó sẽ soi dịu đi những nỗi đau của quý vị, những khó khăn của quý vị, những muộn phiền của quý vị, và tin chắc rằng ngày mai trời sẽ sáng, sáng lắm và đẹp lắm với sư cô Bích Liên và cũng như với Đức Tiến ngày hôm nay. Câu chuyện này chúng tôi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc cho quý vị được một điều tốt lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những lần sau.